Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 16. Hãy tìm giá trị dương cuối cùng trong cái mạng một chiều các số thực. Và nếu như cái mạng đó không có giá trị dương thì trả về giá trị là -1. Đấy, thì ở những cái bài tập trước thì mình đã dạy cách để tìm cái giá trị dương đầu tiên, đúng không ạ? Thì bài này sẽ là tìm cái giá trị dương cuối cùng. Đấy, thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như sau. Ví dụ ở đây mình cho một cái mạng một chiều gồm có 3 phần tử là 1.2, 4 và -5, đúng không ạ? Thì theo như câu bài toán thì nó sẽ khi tìm cái giá trị dương cuối cùng của cái mạng này sẽ là 4, đúng không ạ? Đấy. Vì nó có hai số dương này là 1.2 này, đầu tiên là 1.2 này và số dương cuối cùng là 4, đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ in ra kết quả là 4. Lúc này thì mình đã tìm cái giá trị dương đầu tiên thì nó sẽ in ra kết quả là 1.2 ở đây. Rồi. Mình sẽ nói đến cái trường hợp nó sẽ in trả về -1. Để trả về -1 thì yêu cầu là tất cả các phần tử của nó phải bằng 0. Mạng nó sẽ tất cả các phần tử của mạng đó đều phải bén 0. Đấy. Bén hoặc bằng 0 thì nó sẽ cho ra cái kết quả là -1. Về thuật toán này, giải bài toán này thì nó cũng tương tự như cái bài để tìm cái giá trị dương đầu tiên. Đấy. Thì nó sẽ như này, nó sẽ chạy lúc này là vòng lặp for, nó sẽ chạy từ cái phần tử đầu tiên này cho đến phần tử cuối cùng, đúng không ạ? Nhưng lần này thì mình sẽ cho nó chạy từ cái phần tử cuối cùng đây đến cái phần tử đầu tiên. Thì như thế là nó sẽ gặp cái phần tử chặn ở đâu thì nó sẽ in ra kết quả đó, thì khi đó thì chính là cái phần tử dương. Phần tử dương, xin lỗi các bạn, là nó khi nào nó gặp cái phần tử dương ở đâu thì nó sẽ in ra kết quả ngay ở đó. Đấy. Rồi. Mình sẽ đi vào dạy chi tiết. Ở đây thì mình sẽ khai báo một số cái thư viện như là Studio, Conio và Mat ở đây. Rồi. Ok. Cái hàm Mat này thì mình sẽ định nghĩa cho nó có cái độ lớn là 100. Và xong cái hàm nhập Mat và hàm xuất mạng này thì mình đã viết được trước, và đây là cái hàm đã quá quen thuộc của chúng ta nên có lẽ ai khi nhắc đến mạng thì chúng ta cũng cần phải nhớ đến hai cái hàm cơ bản, đó là hàm nhập mạng và hàm xuất mạng, đúng không ạ? Đấy, thì nó rất là đơn giản, mình cũng không nói kỹ thêm, chứ là các bạn sử dụng cái câu lệnh go to hay while hay do while gì đấy để chúng ta có thể nhập được. Nó rất đơn giản. Và sau đó sử dụng cái công vòng lặp for để nhập các cái giá trị tuần tự lần lượt các cái giá trị cho cái mạng, và sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Cái hàm xuất mạng này thì mình chỉ sử dụng cái vòng lặp for thôi, nó cực kỳ đơn giản. Đấy, sau đó sử dụng cái câu lệnh print để ta in cái kết quả ra cái màn hình. Rồi, sau đây thì mình sẽ đi vào cái hàm để tìm cái giá trị dương cuối cùng ạ. Rồi, đây là cái kiểu số thực nên này sẽ mình sẽ viết một cái hàm trả về kết quả là số thực. Ở đây sẽ là hàm dương cuối, số dương cuối cùng này. Số dương cuối cùng, đúng không ạ? Và đây sẽ là A. Định nghĩa cho nó luôn là kiểu plot luôn, A. Đây sẽ là in n, đúng không ạ? Và trong cái khối lệnh của cái hàm số dương cuối cùng này thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for này. Đấy. Với cái biến chạy này là y lúc này thì nó sẽ bắt đầu chạy từ cái giá trị n trừ 1, đúng không ạ? Và cái điều kiện của nó là cái y này nó bé hơn hoặc bằng 0. Đấy. Và đây sẽ là y trừ trừ. Đấy. Như bài lúc này tính cái số dương đầu tiên thì sẽ là y cộng cộng, đúng không ạ? Và đây sẽ là bắt đầu từ y bằng 0 cho đến y n trừ 1. Thì bây giờ mình sẽ chạy ngược lại. Đấy. Rồi, và trong cái lòng for này thì mình sử dụng một cái câu lệnh if. Ở đây if gì? Nếu như mà như nào? Mình kiểm tra cái AI này, phần tử AI này, nó có lớn hơn 0 hay không. Nếu như nó lớn hơn 0 này thì sẽ làm công việc như sau.
nó sẽ return, tức là sẽ in trả về cái kết quả là cái AI luôn. Đấy. Còn nếu không thì sẽ là return về âm 1. Trả về kết quả là âm 1. Đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là chúng ta tuân theo cái quy tắc bài toán. Và sẽ viết, chúng ta viết được cái code như đây. Rồi. Sau khi đã viết được cái hàm để tính cái số dương cuối cùng thì chúng ta đi vào cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì chúng ta cần phải làm gì? Đầu tiên thì chúng ta cần phải khai báo cái n. Tiếp theo, n đây chính là cái số phần tử của mạng. Tiếp theo là cái mạng A, mạng số thực A. Ở đây sẽ là mask. Và sau đó sẽ gọi cái hàm nhập mạng. Đây sẽ là A và N. Sau đó sẽ đến cái gọi cái hàm xuất mạng ra. Đây sẽ A và N. Đấy, nó cũng tương tự. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái biến mới là plot, khai báo cho nó là kiểu plot, đúng không ạ? Vì đây là cái biến này mình đặt tên cho nó là dương cuối. Đấy. Và cái kiểu dữ liệu nó là đương nhiên là sẽ là plot, đúng không ạ? Thì cái biến dương cuối này thì nó lấy kết quả từ cái hàm số dương cuối cùng này. Đấy. Đúng không ạ? Rồi, sau đó chúng ta đặt đây là A và N, đúng không? Đấy. Và sau đó sử dụng một cái câu lệnh print để chúng ta in ra cái kết quả. À, đây mình sẽ đặt là số dương cuối cùng của mạng là, đúng không ạ? À, đây là kiểu plot nên đây sẽ là phần trăm F, đúng không ạ? Đấy, đây mình sẽ đặt 103F cho nó đẹp. Và cái địa chỉ của nó sẽ là dương cuối. Đấy. Và sau đó sẽ dùng cái câu lệnh get để dừng màn hình và return 0. Đấy. Thì đây là cái hàm main. Rồi bây giờ mình sẽ thử chạy xem kết quả sẽ như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Như vậy là không lỗi, đúng không ạ? Đây. Bây giờ mình sẽ nhập là 3. Số phần tử là 3. Và nhập cái phần tử A0 này sẽ là âm 1, 2 và 3. Thì theo như lý thuyết thì nó sẽ in ra cái số dương cuối cùng là 3, đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra xem nó có in ra là 3 hay không. Đấy. Ở đây nó không in ra 3 nhưng mà nó lại in ra là âm 1. Thì vì sao như vậy? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem. Chúng ta sẽ kiểm tra lại cái hàm số dương cuối cùng. Đấy. Đây. Đấy rồi. Trong cái hàm for này, khi chúng ta thực hiện cái vòng lặp for này thì cái điều kiện ở đây là không đúng. Ở đây y phải lớn hơn bằng 0 thì nó mới đúng được. Đấy, tức là cái biến chạy nó chạy từ n trừ 1 cho đến dần đến 0 đấy. Đấy, tức là nó sẽ giảm dần. Ví dụ là nó chạy từ A5 rồi sau đến A4, A3, A2, A1 sau đến A0. Đấy. Nó chạy như vậy. Nên là phải đặt đây là y bé lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy. Như vậy thì nó mới đúng được. Rồi. Sau khi sửa lại chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem như thế nào nha. Rồi, ok. Chúng ta nhập là 3 xem. Số phần tử này. 1, 2 và 3.34 này. Đấy. Thì ở đây thì nó đã in ra cái kết quả là 3.4, đúng không ạ? Đấy. Sau khi sửa lại thì nó sẽ đúng ngay. Rồi, mình sẽ thử với cái trường hợp là âm 1. Nếu tất cả các phần tử là âm thì nó sẽ in ra là âm 1, đúng không ạ? Đấy. Âm.
Đấy, thì nó đã in ra cái số dương cuối cùng, kết quả là âm 1 đúng không ạ? Đấy. Thì đó là cái bài dạy về cách tìm cái giá trị dương cuối cùng trong cái mạng một chiều số thực. Đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.